Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Mình live tiếp. Mỗi lần mình lái xe mình rất là phải live, gì các bạn biết chắc kỳ. Mình có thời gian, mình ngồi mình suy nghĩ ra những cái đề, chợt nhớ ra những cái đề tài. Cho nên mình muốn chia sẻ với anh chị và các bạn trong cái những cái thời gian quý hiếm mà mình có. Một lần nữa xin chào quý ông bà, anh chị, các bạn trong diễn đàn nha. Thì nói chung là mình chỉ like để chia sẻ thôi, với mình cũng có kênh kể gì trên Facebook hay là YouTube gì cả. Mình phải chia sẻ những cái gì mình thấy hay để cập nhật thông tin tới anh chị em các bạn, và chúng ta cùng chung nhau tìm hiểu và nghiên cứu lẫn nhau. Thì các bạn biết cái cuộc chiến Nga-Ukraine xảy ra đó là một cái, nó đã làm chấm dứt đi cái chính sách globalization, là chính sách toàn cầu hóa của thằng Mỹ. Đây là một cái cú đấm rất là mạnh vào cái chính sách toàn cầu hóa của thằng Mỹ. Mà bấy lâu nay Mỹ luôn luôn thực hiện cái chính sách toàn cầu hóa để gọi là cô lập những cái quốc gia mà thù địch, những cái quốc gia mà không cùng chung cái chí hướng của thằng Mỹ, cái chính sách của nó, để nó kìm kẹp người ta. Các bạn thấy đó, bây giờ cả thế giới, cái ông Putin ông đã cho thế giới thấy rằng cái thằng tư bản Mỹ là cái thằng lưu manh xảo trá bịp bợm, nó là cái thằng không phải là bên ngoài thì nó nhân nghĩa đạo đức, nhưng mà phía sau đó là nó nham hiểm giết người không hay. Cho nên cái chính sách toàn cầu hóa của nó đã bị ông Putin bẻ gãy trong cái cuộc chiến Nga-Ukraine lần này. Những cái âm mưu mà Mỹ và phương Tây thâm độc của nó muốn cô lập Nga vào trong một cái góc, nhưng mà nó không ngờ cái sự lãnh đạo của ông Putin quá giỏi, và những cái chiến lược của ông đi rất là hay. Và các bạn thấy có rất nhiều người mơ tưởng đến cái chủ nghĩa tư bản, rất cũng trong đó cũng có những người Việt Nam của mình. Các bạn thấy họ bỏ quê hương đất nước ra đi, họ đi tìm vùng đất hứa, nhưng đất hứa đâu cũng thấy tơi bời ba lá. Các bạn thấy có một số người họ cũng sang, mấy chục ngàn người Việt Nam của mình, tôi nói thì cũng có trăm người, giống ít đâu à, cũng đông lắm à, họ cũng sang Ukraine mấy chục năm trời để đi kiếm vùng đất hứa. Cuối cùng vùng đất hứa đó bây giờ tan nát hết trơn hết trọi, các bạn thấy không, không đâu bằng ở quê hương. Mà ngay cả chính Phạm Nhật Vượng đã nhìn thấy ra cái sự ảnh hưởng xấu về những cái thành phần lãnh đạo Ukraine. Nó không có những cái đường lối chính chắn, nó đẩy Ukraine vào trong cái sự bế tắc. Mà các bạn thấy Phạm Nhật Vượng, chính ông ta cũng đã nhìn thấy điều đó, mà ông ta cũng đã lên tiếng khuyên công ty Việt Nam không nên đầu tư vào Ukraine, những cái quốc gia mà họ không có những người lãnh đạo có tầm, có những cái suy nghĩ nó vĩ mô, đưa lên những thành phần lãnh đạo nó dốt nát, những thằng hề, những cái thằng gọi là không làm ra được gì hết, toàn là tay sai cho phương Tây và Mỹ, cuối cùng đẩy đất nước Ukraine vào trong sự tàn lụi. Các bạn biết Ukraine là một cái quốc gia lớn thứ hai, có diện tích lớn thứ hai ở tại châu Âu, chứ không phải là giỡn. Nhưng bởi vì do những cái thành phần ngu muội của lãnh đạo và chính sách toàn cầu hóa của Mỹ, nó đã biến Ukraine ngày hôm nay trở thành một bãi chiến trường đổ nát, hoang tàn, và người dân phải khốn khổ. Việt Nam mình là một đất nước yêu chuộng hòa bình, mình luôn luôn lúc nào cũng vậy. Mặc dù mình gia nhập với lại cộng đồng quốc tế, nhưng mình chẳng khiêu khích ai cả. Các bạn thấy những cái sự lãnh đạo của mình bỏ phiếu trắng là chuyện bình thường, tại vì mình yêu chuộng hòa bình, mình chỉ kêu gọi hòa bình không chiến tranh vậy thôi. Nhưng mà những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, nó lợi dụng những cái đó, nó cũng bẻ cong, bẻ lái sự thật, và nó gây ra những cái bức xúc, kích động người dân. Nhưng mà nó không ngờ rằng người dân Việt Nam mình ngày hôm nay cái sự hiểu biết, và người dân mình yêu chuộng hòa bình, mình đang xây dựng đất nước ngày càng tốt hơn. Mình đâu có muốn gây phiền phức gì với ai. Mình gia nhập
với cộng đồng quốc tế. Mục đích của mình là để cùng chung nhau phát triển kinh tế có lợi cho nhau, chứ đâu phải mình đi gây, mình vô đó rồi mình đâm, mình chọt, mình gây hấn người này người nọ. Mình là một đất nước lúc nào cũng vậy, yêu chuộng hòa bình mà, các bạn thấy. Nhưng cái tụi chống cộng cực đoan thì cái lũ ô hợp đó, rồi nói thì chỉ có chửi cái cốc đầu cha nó cốc đầu xuống thôi. Cái đám chống cộng đó, đám ngụy nô, nói tới nó là thấy bức xúc, các bạn thấy. Thì ngay cả Mỹ ngày hôm nay cái tiếng nói của họ nó không còn uy tín trên cộng đồng thế giới nữa. Những cái quốc gia mà ngày bấy lâu nay hàng Mỹ nó dùng cái chính sách toàn cầu hóa của nó, người ta tưởng đâu nó là một cái thằng tư bản chơi đẹp, có thằng mà gọi là chơi sòng phẳng, mà nó lại bây giờ họ đã nhìn thấy rõ bộ mặt. Ông Putin đã vạch trần cái bộ mặt thật của thằng tư bản. Nó là một cái sự dối trá lừa bịp. Cho nên ngày hôm nay các bạn là những người Việt Nam yêu nước, các bạn là những người ăn nên làm ra, các bạn hãy cùng chung tay nhau xây dựng đất nước, dạy dỗ con cái mình. Mình phải dạy con mình ngay trong ở trong quê hương đất nước của mình, chứ không phải bây giờ ngồi đó mơ mộng đẩy con mình đi ra nước ngoài mong rằng nó sẽ tiến hơn, tốt hơn. Tôi nói chuyện các bạn, quên đi, quý vị đã phí đi những cái chất xám đó, quý vị bỏ đi hàng tỷ, hàng chục tỷ đầu tư cho con mình ở nước ngoài để mong rằng nó ra nước ngoài nó đổi đời. Tôi nói cho bạn, mơ đi, không có đâu. Chẳng khác nào đẩy con mình đi vào trong những cái cuộc sống vật chất lẻ loi buồn tẻ ở nơi xứ người thôi. Mình dạy cho con mình ở quê nhà một cái tinh thần dân tộc, một cái vốn liếng, một kiến thức. Khi nó thành đạt rồi, nó sẽ vươn ra nước ngoài, nó sẽ tìm những đối tác, nó làm ăn. Chứ đừng có ngồi đó mà mơ rồi bây giờ phải đầu tư, phải qua nước ngoài ôm mộng. Chàng ơi, bây giờ bên qua Mỹ thì nó kỳ thị chủng tộc. Các bạn biết khi mà chính trị mà nó bất ổn, xã hội đồ, ngay cả Mỹ, cái vấn đề mà chủng tộc sắc dân với nhau nó chà đạp lẫn nhau. Bên ngoài thì lúc thì yên ổn thì không nói gì, mà có chuyện gì cái là nó sẽ tấn công những cái người dân tộc thiểu số, nhất là cái cộng đồng châu Á. Các bạn thấy trong cái vụ Covid vừa rồi cũng vậy. Ở quê hương mình ngày hôm nay tuy rằng chưa có được như người ta, nhưng mà mình đang cố gắng, thì hãy phát huy cái chất xám của mình ở quê nhà. Đừng bỏ chất xám ở quê nhà mà chạy qua đem ra người ta, rồi phải bỏ ra hàng tỷ tỷ, có người đi ra nước ngoài cho con đi. Rồi tôi thấy được bao nhiêu người đếm đầu ngón tay, hơn 5 triệu người ở Việt Nam ở nước ngoài, mà một con số mà Đại sứ quán Việt Nam thống kê là chỉ có 200.000 trí thức, thì tôi nói các bạn quá khiêm nhường. Và 200.000 đó là trong số đủ thứ các tầng lớp người Việt của thời kỳ trước chiến tranh và sau chiến tranh, rồi thời kỳ bây giờ. Các bạn thấy rất là khiêm tốn, đâu phải dễ vấn thân đâu. Nghĩ rằng con mình ra nước ngoài sẽ vấn thân được, lâu lâu thấy một hai đứa nó được vào trong trường này trường nọ, hay là nó thành đạt, nghĩ rằng con mình qua đó mình cũng sẽ được như vậy à. Đâu phải giỡn đâu. Chàng ơi, cả một sự đấu tranh phấn đấu từ trong gia đình cha mẹ, chứ đâu phải là mình đem con mình ở quê nhà mình bỏ con mình qua xứ người cho nó đầu tư cho nó học đâu không thấy, mà thấy nó vất vả chăm bề đủ mọi thứ. Cho nên các bạn thấy trở về quê hương, tôi thấy phải nói là rất là tự hào. Mình là người Việt Nam, mình cần phải, đất nước mình hiện nay cái cơ hội rất là nhiều, tại vì một số những người họ sống vọng ngoại và chỉ nhìn thấy những cái gì hào nhoáng ở nước ngoài, họ tưởng đó là thật không. Bởi vì các bạn thấy những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, ở trong nước thì chống dữ lắm, ra được nước ngoài rồi thôi câm như hến. Còn mấy tên đại sứ quán Mỹ thì thôi, tôi nói các bạn 10 thằng hết 10 thằng,
cái thằng Mỹ nó chuyên môn gì, nó đi đến đâu là thọt kệ bánh xe tới đó, nó xiên nó xỏ cái bọc chó nó vô nhà ta, giống như thằng đại sứ quán Napper. Vừa rồi tôi vô trong diễn đàn Facebook của ông, tôi nói ông lo cái đất nước của ông, đất nước của ông như nồi cháo heo, bàn tay của ông thì đầy máu của nhân loại, mà lúc nào cũng xỏ mỏ vào Việt Nam, chuyện có Đoan Trang rồi các bạn thấy, thằng Mỹ nó khốn nạn cái chỗ đó, tôi ghét nó chỗ đó, còn nó đi đòi nhân, nó mị dân là nó đòi nhân quyền hay tự do ngôn luận, nhưng mà ở ngay cả quốc gia của nó, khi mà người dân của nó phản đối lên là nó gượt người ta chạy mất dép luôn. Như Snowden Edward, tôi vào trong cái trang mà đại sứ quán Napper ở Hà Nội, khi mà nói về con Đoan Trang, các bạn thấy tôi hỏi ông biểu dương con nhỏ đó, ông đòi Việt Nam quyền tự do thế này thế nọ, nhưng mà trong khi cái đất nước của ông thằng Snowden Edward bị tước quốc tịch, tước công dân, chạy tị nạn ở Nga, bạn ơi, trong khi đó thằng Axel Julian thì phải sống trốn chui trốn nhủi, rồi bị bắt ở tù, rồi nào là đủ thứ hết. Đất nước của ông thì nó như nồi cháo heo, mà cái vỏ mỏ vô Việt Nam, tôi ghét cái thằng Mỹ là chỗ đó. Mấy thằng nó vô Việt Nam là nó xiên xỏ, nó lợi dụng cái nền dân chủ Việt Nam, trong khi đất nước của nó thì chàng ơi không như nồi cháo heo vậy các bạn, không ra hồn gì hết. Thôi mình gần lại chỗ này mình mua bắp. Các bạn thấy bắp ở đây rất là ngon nè. Để cùng thử coi nhiêu. Nghe nói bắp đây ngon lắm, mình mua mấy lần này ăn ngon ngon lắm. Bắp nhiêu trái vậy? Nhiêu? 4.000 trái à? Cho anh chục trái đi. Wow! Lấy trái nào ngon nha. Các bạn thấy ở quê hương hả? Người ta mưu sinh, người ta sống. Hả? Mới luộc hả? À? Người ta mưu sinh đủ kiểu đủ cách, người ta đứng trên đôi chân người ta, không phải giống như cái đám chống cộng dồi bò ô hợp. Các bạn thấy sống thì phải nhờ vào phúc lợi xã hội, còn ở Việt Nam người ta tìm đủ mọi cách, người ta mưu sinh rất là tuyệt vời chứ các bạn, không có đâu bằng quê hương mình. Mình xin chào cho các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.